truyền cảm hứng sống. Chào mừng các bạn đang đến với những video của tôi. Hãy cùng khám phá những điều tuyệt vời trong video này nhé. Có hai câu hỏi quan trọng trong cuộc sống này mà tôi muốn gửi đến bạn ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên, đã bao giờ bạn đặt tay lên trái tim mình và hỏi họ tên đầy đủ của bạn là gì vậy? Và họ tên đầy đủ của bạn là gì? Và với họ tên đó, bạn đang mang trong mình sứ mệnh, sự kỳ vọng gì của người đã đặt cho bạn cái tên tuyệt vời đó? Họ tên của bạn là gì? Và ý nghĩa của họ tên bạn là gì? Và bạn đã làm được gì để xứng đáng với sự kỳ vọng, xứng đáng với cái tên tuyệt vời đó hay chưa? Và câu hỏi thứ hai, tôi muốn hỏi bạn tính chính xác tới thời điểm hiện tại khi bạn đang xem video này của tôi, bạn đã bao nhiêu tuổi rồi? Bạn đã bao nhiêu tuổi rồi? Bạn đã bước đi được bao nhiêu năm tháng trên cuộc đời này rồi? Và bạn đã làm được gì cho chính bản thân mình, cho chính bản thân mình, cho chính bản thân mình, cho những người thân yêu xung quanh mình, cho những người thân yêu xung quanh mình, cho những người mà chúng ta trân quý, cho những người bên cạnh chúng ta, cho những người đang kỳ vọng vào sự phát triển của chúng ta. Chúng ta đã làm được gì cho họ rồi? Và bạn đã tồn tại và cống hiến bao nhiêu năm trên cuộc đời này? Và bây giờ ngồi nhìn lại, điều gì làm cho bạn cảm thấy tự hào? Điều gì làm cho bạn cảm thấy tự hào? Điều gì làm cho bạn cảm thấy tiếc nuối? Điều gì làm cho bạn muốn quay trở lại và làm tốt hơn? Và nếu như được xé quyển sách của chúng ta đi và viết lại những trang sách mới cho cuộc đời của mình, bạn muốn làm điều gì? Bạn muốn làm điều gì? Tôi tin rằng nếu như chúng ta mỗi ngày dành cho chúng ta một ít phút để trả lời một vài câu hỏi, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ trân quý bản thân chúng ta nhiều hơn. Chúng ta sẽ biết rằng mình cần trân trọng từng giây phút, từng khoảnh khắc chúng ta đang sống ở hiện tại để chúng ta hạnh phúc và bình an hơn. Đó là điều mà chúng ta cần làm mỗi ngày, một vài giây phút mỗi ngày, để trả lời cho mình một vài câu hỏi, một vài câu hỏi để quan sát chúng ta nhiều hơn, để biết rằng chúng ta đang hạnh phúc, bình an và tuyệt vời như thế nào. Hãy dành một ít thời gian mỗi ngày để trả lời một vài câu hỏi cùng với tôi nhé. Hãy biết rằng chúng ta đang tuyệt vời như thế nào khi hiện diện và có mặt ở ngay giây phút này. Chúc bạn một ngày tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã đón xem những video tuyệt vời của Microman Lê Văn Cương. Nếu bạn nhận được một thông điệp tuyệt vời nào đó, hãy tặng cho Cương một nút like của bạn để chúng ta gặp nhau nhiều hơn. Và Cương sẽ có thêm động lực để chia sẻ với bạn nhiều điều tuyệt vời hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Yeah! Yeah! Yeah!